Mẹ đừng bỏ con. Cuộc sống khốn khổ của một cô bé thiếu sự chăm sóc của người mẹ từ nhỏ. Mẹ em phải một mình lo trả nợ. Như vậy mà có thể bỏ rơi con gái mình à? Tuổi thơ quá bất hạnh do bị ngược đãi bởi xuất thân là trẻ mồ côi. Những ước muốn tham lam và khát khao tìm lại được mẹ đẻ đã khiến Samiri từ nói dối suông đến hành động ăn cắp và phạm pháp. Đến cả thứ này mà cô cũng ăn trộm nữa à? Bản vẽ của tôi đã được phát tán trên mạng với tên cô rồi. Tình yêu của những người đàn ông với hoàn cảnh xuất thân khác nhau đã mang lại cho cô những cung bậc tình yêu khác biệt. Chắc chắn là hai người đã biết nhau rồi. Nhưng dù sao cũng phải chào nhau. Giám đốc Giang, cô ấy chính là người mà tôi yêu. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ chấm dứt. Em sẽ chẳng nói lời xin lỗi đâu. Cô nghĩ tôi đã biết được bao nhiêu trò dối trá của cô. Ai sẽ là người sống chết cùng tình yêu của mình? Một cô gái cực kỳ xinh đẹp, hấp dẫn với gương mặt vô cùng thánh thiện. Mời quý vị và các bạn đón xem 24 tập bộ phim Cô nàng Ghibli phát sóng 21 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh NTV bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 năm 2014.